Má Tư Hoàng này hôm nay chị Hồng Lan có lắp cái bảng ở công ty với má Tư. Cái gì hả? Dạ. Mới vừa đem về luôn má Tư. Má Tư bữa nay đi đến nhà chị Hồng Loan đi xe hơi nghe cả nhà. Dạ. Hồi nãy đem cái bảng về luôn má Tư. Dạ. Dạ có ở nhà hả má? Má Tư bữa nay ghé shop của chị Hồng Loan nghe cả nhà. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Mới gặp má Tư bữa nay mấy ngày nó lâu lắm rồi. Trời ơi, khô nó dữ vậy. Vô luôn đi. Đây má Tư cũng mở đến nha cả nhà. À má Tư cũng đi qua đốt nhang cho chủ nằm trên mặt đất bằng rất là
giờ đi vậy? Nay má Tư nghỉ một bữa hả má Tư? Không có nghỉ rồi, má ra chợ tiếp. Dạ, nay má ra hơi trễ một xíu đúng không? Dạ. Ra rồi mở cửa hàng rồi, đem ra chút xíu. Dạ, dạ. Buôn xuống rồi, buôn xuống là đường Tư. Buôn xuống. Buôn xuống. Hôm nay hai anh em mã một cam luôn. Em dắt buôn xuống nè. Trời ơi, cơm chưa? Nắm tay đợi chào hà. Chào. Ông má là cái... Đi đâu lấy ghế ngồi phải không?